Chiều tối nay, nhiều khu vực được cảnh báo có mưa dông mạnh. Đó là những khu vực nào? Mời quý vị theo dõi thông tin thời tiết ngay sau đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chiều tối nay đến sáng mai, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa dông rải rác. Cục bộ có mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở những đô thị lớn, nếu quý vị đang lái xe máy ngoài đường mà gặp cơn dông mạnh, thì hãy tránh đi qua các khu vực hút gió như giữa các tòa nhà cao tầng và hạn chế di chuyển ở trên cầu cao. Vì gió ở những khu vực này thường mạnh hơn 2 cấp so với xung quanh, dễ làm tay lái chao đảo, dẫn đến mất an toàn.